Chào các bạn, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sao chép dữ liệu từ máy tính sang BOCBank thông qua phần mềm WinSCP. Thì để tải phần mềm, các bạn vào trang web atscada.com search BOCBank mục thứ tư đó, WinSCP, các bạn click vô để tải về. Sau khi tải về thì ta tiến hành cài đặt như các cái phần mềm khác. Sau khi cài đặt xong thì ta sẽ có cái giao diện của nó trên desktop là đây, WinSCP. Để sao chép dữ liệu sang BOCBank thì ta phải kết nối BOCBank vào chung màn LAN với máy tính của mình. Thì đây là con BOC mình đã kết nối vô chung màn LAN với máy tính của mình. Sau kết nối xong, ta mở phần mềm WinSCP lên. Ở cái ô hostname là mình nhập cái địa chỉ IP của BOCBank vô. Port number mình để mặc định là 22. Username mình sẽ nhập là root. IP mặc định của BOC là 192.168.1.10. Username là root. Password là 100100. Sau đó các bạn có thể save cái này lại để lần sau mình có đăng nhập vô mình khỏi phải nhập lại. Lít vô save, mình lít vô là save password để nó nhớ luôn cái password. Sau đó chọn ok. Ở đây mình đã có lưu sẵn ở đây rồi nên mình không có ok. Sau khi đây nhập các thông tin xong thì mình nhấp nhấp vô login để đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập vào thì nó sẽ có giao diện như vậy. Nó sẽ chia ra làm hai phần. Cái phần bên trái này là cái phần quản lý thư mục ở trên máy tính của mình. Và cái phần bên phải này là cái phần quản lý trên BOCBank. Và để sao chép dữ liệu từ máy tính qua BOCBank thì mình kích giữ cái mình kích giữ cái mình muốn sao chép và mình kéo mình thả qua bên BOCBank thì nó sẽ sao chép qua, chính là cái này. Thì sự bây giờ mình muốn copy ngược lại là mình sẽ copy dữ liệu từ BOCBank qua lại máy tính, thì mình làm ngược lại là mình kích giữ bên BOCBank và mình kéo thả qua cái vòng bên máy tính, nó sẽ copy về lại. Và đây là cái mục tròn đường dẫn. Bên này cũng vậy. Mình có thể vô desktop hoặc là một cái đường dẫn nào đó mình muốn lưu, sau đó mình copy file qua. Ở đây mình sẽ lưu ở cái đường dẫn là root search desktop. Vậy là mình đã xong cái phần hướng dẫn copy dữ liệu từ máy tính sang BOCBank. Mọi thắc mắc thì các bạn có thể vào trang web atscada.com mục FAQ để lại các câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.